Buổi tối hôm nay trang thứ nhất đoạn 3 câu 23, tôi công bố lời của Đức Chúa Trời. Vả, này là điều răn của Ngài, là chúng ta phải tin đến danh con Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy chúng ta. Ai là người ở trong chúng ta đã từng đọc câu này ít nhất một lần, giơ tay. 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần gì đó. Đã có đọc rồi, giơ tay. 1 người, 2 người, 3 người. 4 người, 5 người. Rồi nói rằng là cảm ơn Chúa có người đọc được cái câu này. Ở trong những lá thư, chúng ta thường ít đọc hơn là sách Tin Lành. Matthew, Mark, Luca, Giăng nhiều người đọc hơn, nhưng các thư tín thì ít người đọc. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, ở trong các thư tín, những điều mà được truyền đạt ở trong sách Tin Lành, các thư tín của sứ đồ Phaolô, của Giăng, rồi của Gia-cơ, rồi của Phi-e-rơ, tất cả những điều đó được lặp lại và được nhấn mạnh. Và đây là một câu đã được nhấn mạnh lại ở trong mạng lệnh của Chúa. Bởi vì đây là điều răn của Đức Chúa Trời. Chúa dạy chúng ta có 2 điều thôi. Điều thứ nhất là phải tin đến danh của Chúa Giêsu. Điều thứ hai là phải yêu mến lẫn nhau. Bởi vì đó là lời truyền dạy của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Và đây cũng là cái điều mà Đức Chúa Giêsu đã tóm tắt lại cho các môn đồ, là hãy kính Chúa, hãy yêu người. Và sứ đồ Giăng đã nhắc lại điều này. Nhưng buổi tối hôm nay thì chúng ta nhấn mạnh vào một điều mà Đức Chúa Trời muốn dạy cho dân sự của Ngài ở đất cụ duy này. Có phải là trong những ngày qua thì phép lạ mà Đức Chúa Trời làm việc ở trên dân sự, ở trên hội thánh của Chúa rất là nhiều không? Nhiều, bởi vì những lời chứng của quý vị, bởi vì những cái điều mà chúng ta mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe. Như tối hôm qua chúng ta thấy được là có lời chứng của một em kiếm thị. Em nói rằng là mỗi ngày thì Đức Chúa Trời làm cho mắt em được sáng ra. Hồi xưa em không nhìn thấy chữ, nhưng bây giờ những cái chữ bự em đọc được rồi. Và giờ em khao khát trở nên một người hầu vị Chúa qua công việc lãnh đàn, những lời khen Chúa. Nhưng mà trước đây em chỉ là một tín đồ bình thường thôi. Đó là sự phục hưng của Đức Chúa Trời. Ở đây là của Chúa buổi tối hôm nay nhấn mạnh chúng ta phải tin vào danh của Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Vấn đề tin không phải tin một cách mơ hồ, nhưng mà hãy tin một cách chắc chắn, tin bằng hành động, chứ không phải tin bằng cái miệng nói là tôi con tin Chúa rồi thôi như những ngày qua. Nhưng mà giờ đây chúng ta trở nên người tin danh Chúa Giêsu bằng hành động thực tế, bằng cái tấm lòng chắc. Chút nữa chúng ta sẽ cụ thể niềm tin của chúng ta trong danh Chúa Giêsu là như thế nào. Cái từ mà tin chắc á, nó khó có thể bày tỏ ra để cho người khác hiểu được tin chắc là như thế nào. Nhưng tôi có thể dùng một cái minh họa, một cái ví dụ như thế này để chúng ta có thể hiểu rằng tin chắc. Ví dụ như cái ghế ở đằng kia, một người cỡ như là người nước ngoài như ông Peter vậy đó, ông khoảng cỡ 100 kg. Và mình nói với ông là cái ghế đó chịu đựng được cỡ như ông Peter 100 kg ngồi lên nó không bị gãy. Ông có tin điều đó không? Và ông Peter nói tin. Nhưng mà ông đứng ngó cười thôi, không dám ngồi. Thì điều đó có phải là tin chắc không? Không. À, chắc chắn là không. Bởi vì sao? Nếu chúng ta tin chắc rằng cái ghế đó nó có thể chịu đựng được với một người 100 kg, hoặc thậm chí là 120 kg, thì họ sẽ ngồi lên và họ ung dung thoải mái, vừa ngồi vừa hút gió nữa, bởi vì họ không lo sợ gì hết. Nhưng mà một người tin rằng cái ghế đó có thể chịu đựng được với một sức nặng là 120 kg, nhưng mà không dám ngồi, hoặc ngồi lên thì rụt rè, sợ hãi, ngồi vào phòng thủ thế, thì đó không phải là sự tin chắc. Chúa muốn chúng ta phải tin chắc vào danh Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời một cách chắc chắn. Chút nữa chúng ta sẽ được chỉ tin chắc là sẽ hình như thế nào. Cái gì sẽ làm cho chúng ta tin chắc vào danh của Đức Chúa Giêsu? Nếu chúng ta không hiểu về Chúa, chúng ta không bao giờ tin chắc, mặc dù chúng ta nói là chúng ta tin chắc. Nhưng nếu chúng ta đã được hiểu về Chúa chúng ta rồi, thì chúng ta sẵn sàng sẽ tin chắc ở trong mọi sự vào danh của Chúa Giêsu.
Hiểu có nghĩa là sao? Tức là biết. Hiểu tức là về mặt tâm trí, nhưng biết thì về kinh nghiệm, tức là có trải qua rồi. Về mặt tâm trí chúng ta hiểu về Chúa. Ví dụ một người bình thường, nhưng mà họ nhìn thấy bà Út, bà thấy rằng hồi đó là bà Út là một người rất là ốm, rất là yếu, ốm đau bệnh tật rất là nhiều, mỗi tháng ít nhất là một lần phải đi bệnh viện, và mỗi một tháng như vậy là phải chi phí khoảng chừng cỡ 1,5 triệu tiền thuốc trở lên. Nhưng mà giờ đây nhìn thấy bà Út không còn phải đi khám bác sĩ nữa, không còn phải bỏ tiền ra mua thuốc nữa, bởi vì Chúa đã chữa lành. Đó là hiểu. Nhìn thấy hiểu thôi, nhưng mà họ chưa biết. Bởi vì lý do tại sao? Bởi vì họ chưa có trải qua. Họ thấy một người khác á, là ăn một tô cháo gà rất là ngon, nóng rồi có tiêu rắc vô, rồi là gấp cùng thịt gà lên, múc một muỗng cháo nóng, họ hút xì xò xì xà, thấy là ngon. Nhưng mà họ chưa ăn thì họ chưa biết được cái ngon của thịt gà nấu cháo mà nóng như thế, ngon như thế nào. Họ chưa biết bởi vì họ chưa trải qua. Nhưng mà họ hiểu bởi vì hồi đó bà không có tin Chúa, nhưng mà bà được chữa lành. Họ biết được Chúa là một đấng nào đó chữa lành cho bà Út. Họ hiểu nhưng mà chưa biết bởi vì chưa trải qua. Nhưng mà chúng ta là những người đã biết rồi, chúng ta đã trải qua rồi, đã kinh nghiệm rồi. Y Thùy cũng đã trải qua rồi, những đứa bé ngồi đây cũng đã trải qua. Lý do là sao? Đã được nếm rồi, đã được ăn rồi, đã được sử dụng rồi, đã được chiêm ngưỡng tất cả những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã làm bằng phép lạ, ở sự chữa lành, ở sự ban cho, ở sự bình an, ở sự vui mừng ở trong cuộc đời của mình. Vừa hiểu vừa biết. Nhưng còn vấn đề nữa để nói lên sự tin chắc. Dù hiểu dù biết, nó cũng vẫn nằm ở trong lòng mình mà người khác không thấy. Thế thì ai dám bảo đảm rằng là cô Nam Dung là người tin chắc rằng là Chúa Giêsu là đến chữa lành cho cô? Không, người ta không tin. Cô nói vậy thôi chứ tôi không biết. Cô có được chữa lành không thì chuyện đó cô biết rồi chứ tôi không biết. Tôi thấy là cô khỏe hơn, nhưng mà đâu có phải rằng là, đâu có chắc rằng là Chúa Giêsu đến chữa lành, mà nhiều khi ông nào chữa lành sao? Cái để cho chúng ta biểu lộ rằng chúng ta tin chắc đó là gì? Là hành động của chúng ta. Nếu niềm tin mà sự tin chắc đó mà không hành động thì sao? Thì coi như là vô nghĩa. Tất cả những gì mà chúng ta hiểu, chúng ta biết đó, nó im lìm nằm sâu ở trong đáy lòng mà không có ai là kiểm chứng hết. Nhưng mà cái sự kiểm chứng bởi đức tin chắc chắn và trong danh của Chúa Giêsu đó là hành động. Có ba điều, đó là sự hiểu và biết, biết có nghĩa là kinh nghiệm, và hành động để bộc lộ sự hiểu biết đó ra, đó là sự tin chắc. Tin chắc vào gì? Vào danh của Chúa Giêsu. Thế thì danh của Chúa Giêsu có cái điều gì hấp dẫn là làm cho chúng ta phải tin chắc? Chúng ta hãy dở Kinh Thánh ra và xem ở trong sách Công Vụ đoạn 3. Ở trong những ngày qua chúng ta học sách Công Vụ mà, phải không? Ở trong sách Công Vụ đoạn 3 có nói đến một người què. Ông ta què từ lúc mới sinh ra rồi, và đã được lớn lên ở trong sự nghèo đói. Ông ngồi ở trước cửa đền thờ với cửa đẹp để xin ăn mỗi ngày. Và Phi-e-rơ và Giăng đã đi ngang và thấy ông. Rồi Phi-e-rơ thì công bố rằng Phi-e-rơ không có gì hết, không có vàng, không có bạc gì hết, nhưng mà có danh của Chúa Giêsu. Những điều mà ông có thì ông chọn, ông chỉ có danh của Chúa Giêsu thôi. Và ông công bố trong danh của Chúa Giêsu thì hãy đứng lên và đi. Người què đứng lên và nhảy ngợi khen Chúa, bước đi. Rồi nhiều người nhìn thấy, ngạc nhiên, lạ lùng. Ủa sao bữa nay người này què từ hồi nhỏ tới giờ mà con mà đi được? Phi-e-rơ thì nói một cách rõ ràng là ấy là bởi đức tin ở trong danh của Chúa, do đó làm cho cứng vững người này chứ không phải ta. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng là danh của Chúa Giêsu thì có uy quyền ở trên những cái bệnh tật mà chúng ta tưởng chừng như là đó là số phận, đó là cái điều mà nó chắc chắn nó là như vậy rồi, không có thay đổi được. Một người què từ lúc còn nhỏ nha quý vị, chứ không phải là lớn lên rồi bị què, nhưng mà bị bẩm sinh từ lúc mới sinh ra.
Điều đó người đời coi như là số phận ngang bằng, không thay đổi. Nhưng ở đây trong danh của Chúa Giêsu thì số phận là ở trong tay của Ngài. Ở trong danh của Chúa Giêsu thì không có việc gì là quá khó cho Ngài. Amen. Ở trong công vụ của Hoàng 8, ông Philip chỉ là một chấp sự thôi. Ông là một chấp sự của hội thánh đầu tiên được cử ra, được bầu để làm chấp sự. Ông đến truyền giảng ở xứ Samari. Ở trong nhiều hoàn cảnh khác nhau thì có đoàn dân đông nghe lời của ông giảng và thấy rằng là các phép lạ người làm rất là nhiều, và đồng thời họ lắng tai nghe, họ tin theo Chúa. Và qua cái sự rao giảng của Philip thì rất là nhiều người được chữa lành bởi vì danh của Chúa Giêsu. Và qua sự rao giảng trong danh của Chúa Giêsu thì nhiều người tin nhận Chúa. Đức Chúa Trời không chỉ là sai Philip đi giảng về nước thiên đàng, nhưng mà Đức Chúa Trời còn sai Philip là giảng về danh của Chúa Giêsu, để qua danh đó thì nhiều người được chữa lành. Và ngày nay chúng ta hiểu được Chúa Giêsu là đấng chữa lành, chúng ta biết được Chúa Giêsu là đấng chữa lành, chúng ta đã kinh nghiệm rồi. Nhưng bây giờ chúng ta hãy làm để bày tỏ cái đức tin đó cho nhiều người khác, họ biết được danh của Chúa Giêsu là đấng chữa lành. Danh của Chúa Giêsu là danh vinh hiển. Ở trong sách Hebrew đoạn 1 từ câu 3 đến câu 4, lời Chúa chép: Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài, lấy đời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở nơi rất cao, vậy được hưởng danh cao hơn thiên sứ bao nhiêu thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu. Bởi chính Chúa Giêsu, Ngài đã được Đức Chúa Trời tôn danh của Ngài lên rất cao, cao hơn các thiên sứ. Và trong Philip đoạn 2 câu 9, lời Chúa khẳng định thêm: Cũng vì lẽ đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho danh Ngài trên hết mọi danh. Để từ đó không có danh nào ở trên thế gian này mà phải nhờ đó để được cứu, chỉ có danh Chúa Giêsu thôi. Chúng ta không có thể kêu cầu bất kỳ một phép lạ nào ngoài danh Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu Ngài cũng biết được chúng ta là những kẻ yếu đuối, bởi Chúa nhìn thấy các môn đồ, và cái hình ảnh môn đồ đó là chúng ta ngày nay. Do đó Chúa Giêsu nhìn thấy, Chúa biết. Chúa nói với các môn đồ bằng một cái sự tâm tình ở trong sách Giăng đoạn 16 câu 23-24: Trong ngày đó các ngươi sẽ không thấy ta nữa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, điều chi mà các ngươi cầu xin nơi Cha thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Hãy cầu xin đi, hãy sử dụng danh Chúa Giêsu ở trong mọi lĩnh vực cuộc sống của các ngươi đi để cầu xin. Mọi điều gì mà các ngươi cầu xin trong danh của ta thì Cha Ngài sẽ ban cho. Chúa đi về trời và Chúa biết là các môn đồ ở đây thì vắng bóng Ngài. Và ngày nay cũng thế, chúng ta không nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa thì khích lệ chúng ta hãy cầu rằng nguyện ở trong danh của Chúa Giêsu. Để sao? Để trong danh của Chúa Giêsu thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm những phép lạ và thực hành được những điều mà Chúa hứa. Chúng ta có thể hình dung danh của Chúa Giêsu như là một cái chữ ký. Ở trong một cái hợp đồng hay là trong một cái lịch của một nhà lãnh đạo đưa ra, của một công ty đưa ra, hay là của nhà nước đưa ra. Thí dụ bây giờ lệnh tổng động viên của chủ tịch nước đưa ra: Nay công bố bắt đầu từ 17 tuổi là phải đi lính, đi bộ đội để bảo vệ giữ đất nước. Chủ tịch nước hiện nay là ai quý vị? Trương Tấn Sang. Rồi sao nữa? Ông ký tên, phải không? Nhưng mà lúc đó, cái người mà công bố thì sao? Thì nói là chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký, phải không? Và ngày nay chúng ta sử dụng cái danh của Chúa Giêsu cũng vậy. Trong danh của Chúa Giêsu ta công bố cái bệnh nhức đầu này là phải ra khỏi thân thể con cái của Chúa, bởi vì Chúa Giêsu Ngài đã chịu những lần đòn roi đó để con cái của Ngài được lành bệnh. Nhân danh Chúa Giêsu, amen. Giống như là chúng ta công bố rằng Chúa Giêsu Ngài đã ký vào trong cái lệnh đó rồi.
Và khi mà chúng ta công bố nói rằng trong danh của Chúa Giêsu, có nghĩa là chúng ta công bố Chúa Giêsu Ngài đã phán như vậy và Ngài đã ký vào trong cái bản án đó rồi, Ngài đã ký vào trong cái sắc lệnh đó rồi và phải thi hành. Thì đó là quyền uy của Chúa, ở quyền uy của danh của Chúa ở trong các nhan đề của chúng ta. Và chúng ta sẽ áp dụng điều đó như thế nào? Như tôi đã từng chia sẻ, tất cả những nan đề ở trong cuộc sống của chúng ta, tất cả những nhu cầu ở trong cuộc sống của chúng ta, nếu nó có tên thì nó phải cúi đầu trước danh của Chúa Giêsu, bởi vì danh của Chúa Giêsu là cao trên hết mọi danh. Hãy nghe đến danh của Chúa Giêsu thì mọi đầu gối ở trên trời, ở dưới đất và bên dưới đất sẽ phải quỳ lạy Ngài. Chúng ta hiểu sao về đầu gối ở trên trời, dưới đất và bên dưới đất? Khi mà nghe đến danh của Chúa Giêsu, mọi đầu gối ở trên trời có nghĩa là các thiên sứ phải quỳ lạy và tôn vinh Chúa Giêsu. Khi nghe đến danh của Chúa Giêsu thì mọi đầu gối ở trên đất này nè, ở dưới đất này nè, là phải quỳ lạy Chúa, tất cả mọi người đều phải tôn vinh Chúa là Chúa Trời. Ở bên dưới đất là tất cả ma quỷ bè lũ của Satan nó phải tôn vinh Chúa, nó phải quỳ lạy Chúa. Điều đó chúng ta còn sợ gì nữa? Khi nghe đến danh của Chúa Giêsu thì mọi đầu gối ở trên trời, ở dưới đất, tức là ở đây và bên dưới đất nữa phải đều lạy Chúa. Do đó uy quyền của danh Chúa Giêsu rất là tuyệt đối ở trên mọi bệnh tật, ở trên mọi nan đề, ở trên mọi khó khăn, ở trên mọi nhu cầu của những người tin nơi Ngài. Chúng ta hiểu, chúng ta biết và chúng ta tin và chúng ta hành động theo đức tin đó trong danh của Chúa Giêsu, chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng phước. Đó là bí quyết của những người buổi tối hôm nay có ở đây để nhận lãnh. Chúng ta có thể áp dụng ở trong lĩnh vực nào? Ở trong lĩnh vực những ngày tới đây, ai là khao khát lên, ai là người khao khát được đi học, học trường thần học, học ở lớp đào tạo biệt sự ở đây, hãy công bố trong danh của Chúa Giêsu, công bố tôi sẽ là người được học lời của Chúa, không có một thế lực nào cản đường tôi được, bởi vì tôi tìm kiếm, tôi khao khát lời của Chúa, tôi phải được đến trường thần học. Chẳng công bố vậy không? Trong danh của Chúa Giêsu không có việc gì là khó. Tôi khao khát được học lời Chúa để tôi trở nên một nhân sự hầu việc Chúa một cách kết quả tại đất của chi này. Tôi công bố tôi phải được tham dự lớp đào tạo nhân sự ở trong những ngày tới đây. Ở trong lĩnh vực truyền giảng, chúng ta còn nhát để chúng ta có thể mời gọi thân ngữ. Trong danh của Chúa Giêsu tôi công bố tôi trở nên người mạnh mẽ. Trong danh của Chúa Giêsu tôi công bố đấng ở trong tôi là đấng vĩ đại, tôi sẽ trở nên là người làm công việc vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Tôi sẽ làm chứng, tôi sẽ mời gọi thân hữu đến với những buổi truyền giảng. Chúng ta công bố trong danh Chúa Giêsu ở trong sự nhút nhát của mình và hủy phá nó đi. Bởi vì lời Chúa nói những điều gì các ngươi cột trói dưới đất thì trên trời sẽ cột trói, điều gì các ngươi mở dưới đất thì trên trời sẽ mở. Chúng ta công bố rằng mở trói để sự tự do được đến với tôi, và giờ đây tôi sẽ manh dạn ở trong việc là mời thân hữu để đến những buổi truyền giảng, đến trường nhóm với hội thánh của Ngài, để họ cũng được phước như là tôi đã từng được phước. Trong danh Chúa Giêsu tôi công bố tôi sẽ trở nên người mạnh mẽ. Đó là điều áp dụng. Có ai đang buồn phiền với con cái của mình, hãy công bố là trong danh Chúa Giêsu cái mối quan hệ giữa cha và con sẽ được nối liền lại, nó không còn sợ sệt nữa, và nó là tình yêu thương, bởi vì Chúa là tình yêu thương. Và tôi công bố trong danh Chúa Giêsu thì không có sự đổ vỡ nữa, không có sự cãi vã nữa, không có sự buông dần nữa, không có sự cãi lẫy nữa. Ở trong danh Chúa Giêsu tôi công bố tình yêu thương đã được hàn gắn lại. Và tôi tin rằng trong danh của Chúa Giêsu uy quyền của Ngài sẽ thực hiện để cho mối quan hệ trong gia đình chúng ta được hàn gắn, được chúc phước nữa quý vị ơi. Ở trong đời sống của chúng ta, tấm lòng chúng ta có khô cạn không? Tấm lòng chúng ta có chai cứng không? Hãy cầu xin Chúa công bố trong danh của Chúa Giêsu, tấm lòng chúng ta sẽ mềm mại, biết yêu thương, biết chia sẻ, biết tha thứ. Tôi tin rằng tấm lòng đó sẽ được chúc phước, bởi vì Chúa muốn chúng ta yêu thương, Chúa muốn chúng ta tha thứ, và điều đó rất đẹp lòng của Chúa Trời. Ai trong chúng ta hiểu rồi, chúng ta biết rồi, nhưng mà chúng ta chưa thực hiện cái niềm tin của chúng ta, bởi vì sức khỏe chúng ta còn nay ốm mai đau.
hãy cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu, sử dụng uy quyền của Chúa Giêsu ở trên chính thân thể mình để một lần nữa khẳng định sức khỏe này do Chúa ban. Ngài đã tạo dựng nên tôi và Ngài có trách nhiệm với đối với sức khỏe tôi. Thay vì đi đến bệnh viện, hãy đến tìm gặp Chúa. Thay vì đến với bác sĩ, hãy đến với Chúa Giêsu. Thay vì đến với những ông thầy thuốc, thì hãy đến với lời Chúa Trời để nói rằng tôi tin rằng Chúa Giêsu là ứng chữa lành cho tôi, và lời của Chúa sẽ làm sự sống động ở trên đời sống của tôi. Và chúng ta công bố trong danh của Chúa Giêsu, bệnh tật đó phải lui đi, bởi vì Chúa đã chịu những lần đòn roi để đổi lấy cái bệnh tật của chúng ta rồi. Hãy thử đi quý vị, hãy cá cược với đức tin của mình đi, hãy lật đổ nó đi, rồi chúng ta sẽ nhận lấy phước hạnh, chúng ta sẽ nhận thấy những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời ngày làm qua danh con của Ngài. Tôi tin rằng buổi tối hôm nay chúng ta học lấy lời của Chúa được chép ở trong Thư Danh thứ nhất đoạn 3 câu 23, và này là điều răn của Chúa là chúng ta phải tin đến danh con Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy chúng ta. Tin đến danh Chúa Giêsu Christ là đấng cứu chuộc cho chúng ta, đó là một mạng lệnh chứ không phải là một lời khuyên nữa. Bây giờ nó đã trở thành một mạng lệnh để mỗi lần mà chúng ta thực thi mạng lệnh đó, thì uy quyền của Chúa Giêsu sẽ được thi hành và phép lạ sẽ được xảy ra. Chỉ cần hiểu, chỉ cần biết, chỉ cần tin chắc và thể hiện lòng tin đó bằng hành động, bằng hành động của đức tin và môi miệng của mình qua hành động thường ngày. Chúng ta đối diện với nan đề, đối diện với những nhu cầu, thì tất cả những nhu cầu và những nan đề đó sẽ quy phục dưới danh của Chúa Giêsu Christ, con của Chúa Trời. Amen. Amen.